Bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam, cơ sở thẩm mỹ uy tín, được cấp phép hoạt động bởi Bộ Y tế, có cách thức hoạt động chuyên nghiệp, luôn đặt sự an toàn và hiệu quả của khách hàng lên hàng đầu. Tuy nhiên, chơi xấu, mạo danh là những chiêu trò mà đối thủ thường xuyên lập ra với mục đích nhằm hạ bệ uy tín của bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam. Lợi dụng sự lan truyền của mạng xã hội, lập ra các blog cá nhân, đăng tin bài nói xấu, thổi hot Facebooker để tung tin đồn thất thiệt, gây tâm lý hoang mang cho nhiều người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu của bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã làm rõ, tiến hành bắt giữ các đối tượng lan truyền thông tin sai lệch trên. Đó là một nhóm đối tượng tự xưng là một công ty truyền thông sau khi nhận được đơn đặt hàng của một đơn vị là đối thủ cạnh tranh của thẩm mỹ viện Cang Nam. Ngoài ra, còn có nhiều đơn vị thẩm mỹ chui đã mạo danh bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam để câu kéo khách hàng. Thậm chí còn mạo danh khách hàng đã từng thực hiện dịch vụ tại Cang Nam để bôi nhọ, tung tin đồn thất thiệt nhằm làm suy giảm uy tín của bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam. Thời gian gần đây nhất, cơ quan điều tra đã ghi nhận và làm rõ vụ việc một số cá nhân đã mạo danh bác sĩ Cang Nam để câu kéo, trục lợi, gây tổn thất nghiêm trọng về sức khỏe, thẩm mỹ, tâm lý và tinh thần của khách hàng. Với mong muốn có được vòng một hút mắt, khách hàng đã nghe danh và thực hiện treo ngược xa trễ bởi bác sĩ tự xưng làm việc tại bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam tại Đồng Nai. Tuy nhiên, ca phẫu thuật đã không thành công, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như thẩm mỹ của khách hàng. Đây là thông tin hoàn toàn sai lệch sự thật khi bác sĩ này đã thôi việc tại bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam một năm trước với lý do chuyên môn. Bên phía bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam, sau khi lọc lại toàn bộ dữ liệu khách hàng, cũng hoàn toàn không thấy hồ sơ của chị khách hàng trên. Đồng thời, bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam chỉ có địa chỉ tại 38 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội và 84A Bảo Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chứ không hề có cơ sở ở Đồng Nai. Tháng 11 năm 2015, thẩm mỹ viện Cang Nam được Bộ Y tế cấp phép hoạt động, chính thức trở thành bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam là đối tác chiến lược của Hiệp hội Thẩm mỹ Hàn Quốc. Các bác sĩ tại Cang Nam đều được đào tạo bài bản bởi chính các chuyên gia đến từ Hiệp hội Thẩm mỹ Hàn Quốc có trình độ chuyên môn và tay nghề cao. Đồng thời, tại bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam có chế độ bảo hành và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, vì vậy luôn được khách hàng hài lòng và tin tưởng. Không thể xảy ra trường hợp đáng tiếc trên, để tránh nhầm lẫn, có thể trở thành đối tượng để các đơn vị thẩm mỹ, bác sĩ thẩm mỹ chui hay những đối thủ cạnh tranh không lành mạnh lợi dụng, ảnh hưởng đến thẩm mỹ cũng như sức khỏe của mình. Các khách hàng hãy đến trực tiếp địa chỉ bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam tại hai địa chỉ 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội và 84A Bảo Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bắt gặp bất cứ thông tin khả nghi nào, mong quý vị liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 6466